Hello, xin chào tất cả các bạn, quay lại với channel của Hữu Đào Hyundai. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chiếc Hyundai Cứu Thương, một chiếc xe mà phải nói là bác Đoàn Ngọc Hải đã liên tục PR cho chiếc xe này. Bác đã sở hữu chiếc xe Starlet Cứu Thương tại Hyundai của Bên Đào. Và Hyundai Bên Đào là Hyundai Trường Chinh. Địa điểm để xem xe đó là 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn và các anh chị có thể ghé Trường Chinh 3S, đó là 682A2A đường Trường Chinh, phường 15, Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình làm clip này cho anh chị và các bạn để chúng ta cùng xem chiếc xe này như thế nào. Và đặc biệt là mình bán chiếc xe này, đăng tin bán chiếc xe này luôn nha. Hữu Đào Hyundai sẽ bán Hyundai Starlet Cứu Thương máy dầu, Cứu Thương máy dầu 2.5 và Cứu Thương máy xăng 2.4, xe mới 100% của hãng Hyundai tại Hyundai Trường Chinh của Đào. Thì hôm nay Đào sẽ quay cho các bạn và các anh chị chiếc Cứu Thương mà các bạn và anh chị nào chúng ta đang tìm kiếm một chiếc Cứu Thương để phục vụ cho phòng khám hay là bệnh viện hay là tư nhân, thì các bạn và các anh chị nên xem clip này trước khi mà xuống cọc mua xe. Thì Hyundai Starlet Cứu Thương phân phối trên thị trường là như mình chia sẻ là có hai phiên bản, máy xăng với máy dầu. Với giá máy xăng thì mềm hơn, giá Hyundai Starlet Cứu Thương máy xăng có giá là 695 triệu đồng và Hyundai Starlet máy dầu có giá là 770 triệu đồng. Và giá này thì chưa bao gồm chi phí đăng ký. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí đăng ký của anh chị và các bạn, nếu như mà chúng ta phòng khám thì chúng ta chỉ cần không cần đóng thuế. Nếu như mà chúng ta dân mà mua chiếc Cứu Thương để chạy dịch vụ, để vận chuyển hành khách liên kết với bệnh viện hay là phòng khám này nọ, thì chúng ta phải đóng thuế 5%. Thì giá mình vừa báo là giá niêm yết của chiếc xe Cứu Thương này thôi. Quý anh chị và các bạn, nếu như mà chúng ta thực sự muốn mua chiếc xe này và cần đưa nó về ngay tại phòng khám của mình để phục vụ cho công việc cứu người, thì anh chị và các bạn rất vui lòng hãy gọi điện cho Đào qua số điện thoại 0931 443 055, và có thể add Zalo số điện thoại của Đào để Đào tư vấn thêm cho anh chị và các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chiếc xe này, chiếc Cứu Thương mà nó hay chạy ngoài đường, nó ưu tiên rồi nó hú chạy tùm lum ngoài đường, xem nó có cái gì. Hôm nay cùng bóc tem cái chiếc xe mới này luôn nha. Về đầu xe, các bạn thấy là ở bên hông xe hay là đầu xe thì nó vẫn là một cái foam. Lấy áo ra. Hông xe và đầu xe nó vẫn là một cái foam của một chiếc Starlet. Vẫn là một cái foam của một chiếc Starlet 6 chỗ hay là 9 chỗ. Nhưng chiếc xe này đã được thiết kế riêng để phục vụ cho công việc, phục vụ cho công việc cứu người, cứu thương. Các bạn thấy là một cái cụm đầu xe với đèn là đèn halogen này. Chiếc xe này nó khá là tiêu chuẩn đèn halogen. Nhưng mà cái cụm đèn halogen này thì anh chị và các bạn sử dụng khi mà chúng ta có vấn đề gì về cái đèn này chúng ta thay, thì nó cũng chi phí rất là hợp lý, rất là phù hợp ở phân khúc này. Rồi, cụm lưới tản nhiệt y chang trên Hyundai Starlet, rất là to và nó giống như là một cái hình dạng thác nước. Ở bên giữa thì các bạn thấy là một cái logo của Hyundai. Và cái lưới tản nhiệt to bản như thế này á, thì khi mà chiếc xe chạy trên đường thì chắc chắn là cái lượng gió đẩy vào khoang động cơ giúp cho động cơ làm mát động cơ tốt hơn và nó hoạt động đi đường dài tốt hơn rất là nhiều. Ở phía dưới là nó có cái này để cứu hộ, một cái thanh sắt gắn sẵn để cứu hộ khi mà xe có vấn đề gì. Đó, một cái cụm đầu xe khá là tiêu chuẩn thôi. Dưới nắp capo này là chiếc này là chiếc máy dầu 2.5. Dưới nắp capo này là động cơ 2.5 máy dầu, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Cho công suất lên đến bao nhiêu mã lực đó mà mình chưa có thông số để thông tin cho các bạn và các anh chị. Nếu như mà có clip khác thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh chị ha. Sorry anh chị. Anh chị thấy cái chiếc xe này như thế nào?
thấy nó có gì hấp dẫn không? Và đặc biệt là chúng ta nếu như mà mua xe thì liên hệ ngay đó, và đừng quên là bấm nút đăng ký kênh nhận được nhiều thông báo hơn về các dòng xe Đào sẽ cập nhật liên tục cho anh chị và các bạn nha. Bên hông xe thì vẫn là một cái hông xe có đường dập nổi này, rồi có hình chữ thập màu đỏ ở đây cho chúng ta biết đây là chiếc cứu thương. Rồi cửa lùa, đó, chiếc xe này được trang bị hai cửa lùa hai bên, nhưng mà cửa lùa bên này thì bên hông cửa lùa đã thiết kế cái phần các cái hộp chứa đồ, thì lát nữa chúng ta cùng vào nội thất bên trong xe mình sẽ soi cho các bạn xem. Rồi cabin, cabin thì cái cửa xe rất là to này, được trang bị loa đầy đủ. Rồi chiếc xe này có cái khoảng, có cái vị trí ngồi ghế lái rất là cao, nên là Hyundai đã thiết kế sẵn một cái bệ bước chân sẵn của riêng của xe luôn. Chúng ta di chuyển lên xuống xe, bên trong xe các bạn thấy là nó có bộ đàm này, có bộ đàm để giao tiếp. Rồi ghế thì được bọc nỉ này, nhưng mà nỉ này mình thấy nó cũng khá là cao cấp, rất là êm. Vẫn có các cái air vent về các cái cửa gió này, điều hòa để giúp cho cái cabin được làm mát tốt hơn. Rồi một cái cabin cũng không có gì để nói nhiều, một chiếc xe khá là tiêu chuẩn để trang bị đặc biệt cho cái việc phục vụ công tác cứu thương. Rồi về phần sau vẫn là một cái chữ thập và cái cụm đèn rất là direct cứu thương trên các phiên bản 6 chỗ và 9 chỗ. Đó, ở phía sau thì có hai cái sừng nha. Đùa vui tí thôi, nhưng mà đây là hai cái đèn kết hợp với cái đèn ở phía trước nữa, cái đèn lớn ở phía trước. Thì cái đèn lớn ở phía trước đây là một cái cụm đèn để mà đó, các bạn thấy cụm đèn này, đèn ưu tiên các bạn, cái cụm đèn này là đèn ưu tiên. Rồi chúng ta cùng xem cốp xe. Rồi chắc là nếu như mà những anh chị nào mà chúng ta không có công tác phòng khám, cũng như là không chỉ thấy những cái ngoại hình của những chiếc cứu thương, thì cái clip này dành cho những anh chị nào chúng ta có thể là chưa bao giờ biết bên trong chiếc cứu thương có cái gì, thì sẵn tiện là quay cho tất cả mọi người xem luôn. Đập vào mắt các bạn và các anh chị là một cái băng ca rất là lớn nè, băng ca và có chân để mà đưa xuống để lưu chuyển người dùng lên trên xe. Rồi lại có thêm một cái giường di động, cái giường bằng khoanh bằng tay di động. Rồi bên trong thì các cái phần, các cái hộp được thiết kế như là mình chia sẻ lúc nãy, nó là các cái hộp để bên trung tâm y tế chúng ta sẽ chứa những cái vật dụng y tế cần thiết để công tác cho phục vụ cho công việc cứu người nha. Rồi ở bên này là một cái hàng ghế, băng ghế dành cho người nhà cũng như là y tá bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ở phía dưới thì là một cái không gian chứa đồ được thiết kế rất là tiện dụng ở đây, rất là rộng, có thể chứa khá là nhiều đồ. Bên trong này thì mình thấy ở bên trong kia hình như là nó có cái nó có máy đo nhịp tim thì phải.
Với lại là cái bình khí gì ở đây thì mình không chuyên bên y tế nên là mình cũng không có biết được chính xác. Ở đây có một cái bình chữa lửa để tránh trường hợp phòng ngừa cho xe này. Cốp là đóng bằng cơm nha các bạn. Rồi, giờ mình mở cửa hông này xem nào. Đó, bên hông mà các bạn và các chị thấy thì chiếc xe này nó thiết kế cửa lùa rất là rộng, có bệ bước chân, không gian chúng ta bước lên bước xuống rồi di chuyển bệnh nhân lên xe cũng rất là dễ. Một chiếc xe chuyên để phục vụ cho công tác cứu người rất là tiêu chuẩn. Các anh chị và các bạn, nếu như mà chúng ta đang quan tâm về chiếc xe này, chúng ta cần được tư vấn để mua xe nơi uy tín thì vui lòng liên hệ với Đào Hyundai Trường Chinh. Có hai địa chỉ, đó là 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, và tọa lạc ở 682A đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Đào sẽ tư vấn thêm cho anh chị và các bạn, và đừng quên là bấm nút đăng ký kênh nếu như mà anh chị cảm thấy là để ủng hộ mình, cũng như là follow kênh để nhận được nhiều thông tin hơn về các dòng xe Hyundai, đặc biệt là chiếc Starrex cứu thương này. Bên mình đang có sẵn xe màu trắng, máy dầu, máy xăng và có nhiều xe để phục vụ cho anh chị và các bạn. Và đặc biệt là với những cái đơn hàng mà anh chị mua lô thì bên mình có những cái chương trình khuyến mãi tốt cho anh chị và các bạn khi chúng ta mua lô từ 2 chiếc trở lên. Và giá xe mình báo cho bạn và các anh chị ở đầu clip, bây giờ mình cũng xin nhắc lại với anh chị và các bạn, đó là giá xe máy xăng nó là 695 triệu, giá xe máy dầu là 770 triệu. Đó, thì ngoài ra cũng có một số cái ưu đãi thêm cho anh chị và các bạn để khi mua xe. Thì chốt lại, anh chị mà quan tâm chiếc xe này cần mua thì hãy liên hệ ngay với Đào ha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ.